Video này được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ Hoặc bật lên khi bạn đang làm một cái gì đó và cần âm thanh nền Được tham khảo từ nhiều nguồn trên mạng và tổng hợp lại bởi vui vẻ Content bởi Sang Sông và tôi còn quạ Đây là Luca, một tên được chẩn đoán với nhiều loại rối loạn về sức khỏe tinh thần khác nhau Thay vì gây sự chú ý bằng cách ghi danh trong danh sách bệnh nhân đang cần được trị liệu tâm lý Thì hắn đã tìm sự nổi tiếng bằng cách đăng những video à, à mèo Và sau đó đi xa hơn là hạ à một mạng người Điều gì đã thúc đẩy hắn thực hiện những hành vi man dợ đó Và tại sao chỉ với một video vỏn vẹn vài phút ghi lại cảnh <laughs> mèo Lại gây sự chú ý lớn hơn những video về mèo bình thường khác Đến nỗi nó khiến nhiều người ngày đêm trằn trọc để cố tìm ra danh tính của kẻ đã thực hiện hành vi đó Series phim tài liệu Don't F*** <laughs> Cats sẽ kể lại hầu hết những sự kiện đã xảy ra Xoay quanh vụ án gây chấn động thời điểm đó của Luca Magnota Cũng như hành trình đòi lại công bằng cho những chú mèo của các thám tử online thời điểm đó Các bạn cùng xem Luca bú phê mèo như thế nào nhé Trước tiên để hiểu hơn nguyên do dẫn đến những hành vi lệch lạc của Luca thì chúng ta cần tìm hiểu về tiểu sử của y. Luca Magnotta sinh ra vào năm 1982 ở Toronto, Canada và tên thật là Eric Kurt Newman. Sau đoạn phỏng vấn với mẹ của Luca về việc con bà có phải là người thích sự tai tiếng hay không thì bà hoàn toàn phủ nhận mà còn cho rằng đây rõ ràng là chiêu trò của truyền thông và chắc chắn có kẻ đứng sau điều tiết mọi chuyện. Câu trả lời này thể hiện rõ ràng tính cách đen nhiều chống đối khi bà không hề nao núng khi trả lời câu hỏi ấy. Bà còn cho rằng con trai mình là một đứa vô cùng hướng nội khi từ nhỏ đã bị bắt nạt liên tục và còn vô vàn những yếu tố khác khiến con trai bà trở nên như vậy nhưng thực tế bà chẳng thực sự hiểu con trai bà là một người như thế nào luca lớn lên trong sự thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn sự quan tâm của cha mẹ điều tồi tệ hơn là cha của luca mắc chứng tâm thần phân liệt dẫn đến việc luca không chỉ bị bạo hành đánh đập bởi cha mà còn bị tra tấn về mặt tinh thần khi gieo vào đầu óc non trẻ của luca những suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống bên ngoài theo như biên bản đánh giá tâm lý của Luca trong quá trình bị bắt, chúng ta có thể biết được cha của Luca đã có tiền sử nghiện rượu và sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị có nhiều tác dụng phụ, dẫn đến việc ông có những hoang tưởng về những người xung quanh rất vợ con. Quả thực Luca đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội. Khi Luca được 10 tuổi thì mẹ đã ly hôn, nhưng tình hình cũng không có gì thay đổi khi mẹ đã tiếp tục đến với một gã vũ phu khác. Nếu không muốn nói là còn tồi tệ hơn khi gã này còn xúc phạm đến xu hướng tính dục của Luca. Điểm sáng duy nhất trong tuổi thơ của Luca là những hình ảnh xa hoa tráng lệ của những người nổi tiếng. Cụ thể có thể nhắc đến những tấm ảnh poster của Marilyn Monroe và những poster phim được treo khắp phòng của Luca. Khi cảnh sát đến khám xét nhà của Luca, cũng chính nhờ poster phim Basic Instinct được treo trên tường trong clip hành hình mà các thám tử online đã tìm được manh mối rất lớn giúp cho cảnh sát có thể kết án nhanh gọn. Chi tiết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn ở phần sau của video. Với một tuổi thơ như vậy thì Luca rất thèm khát được thoát ra và tìm kiếm sự nổi tiếng. Như những nhân vật nổi tiếng mà Luca đã thầm mái mộ. Vậy Luca đã tìm kiếm sự nổi tiếng đồng thời tìm kế sinh nhai bằng cách nào? Vâng, chính xác, kinh doanh vốn tự có, cụ thể là bán thân. Ấy. Luca nhảy thoát y, đóng vài bộ phim hai người thậm chí là bán lúc đấy mà có nền tảng chỉ bán quạt thì chắc Luca sẽ không lầm đường lạc lối đến thế này. Quay lại chủ đề thì sau khi hành nghề được một thời gian và thất bại trong việc nổi tiếng, thì hắn đã tìm đến các cuộc thi người mẫu để tìm kiếm cơ hội cho bản thân, nhưng mà cũng thất bại nốt. Thế là hắn đưa ra quyết định sẽ gây dựng sự nghiệp bằng tai tiếng cụ thể trước tiên là có một nghệ danh sau đó quay những clip về mèo nhưng thay vì quay lại những khoảnh khắc vô tri của những bé hoàng thượng hắn quay lại những thước phim bản thân có những hành vi man dợ với chúng mọi chuyện đã bắt đầu từ đây trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về vụ việc tạo ra drama sôi sục cộng đồng mạng cũng như quá trình phạm tội của luca nhiều năm về trước cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì một video mèo cụ thể là mèo con theo những chứng cứ thu thập được từ các thám tử online thì người đăng tải video này có tên là luca magnota luca đắm chìm trong sự nổi tiếng và hắn chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc động vật. Sau thêm hai video động vật khác, thì đúng như dự đoán của những thám tử online, ngày mà hắn làm chuyện điên rồ hơn chắc chắn sẽ diễn ra. Đoạn clip quay lại cảnh hắn thẳng tay tước đoạt mạng sống của một người được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vài ngày sau khi đoạn clip được lên top trending, thì cảnh sát khu vực Montreal đã phát hiện ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Sau đó với nghiệp vụ điều tra, thì cảnh sát cũng đã biết được danh tính của thủ phạm. trải qua nhiều ngày rượt đuổi, thì Luca cuối cùng cũng đã bị bắt. Tinh tiết của vụ án mạng mà Luca là thủ phạm diễn ra như sau. Trước tiên Luca đang tìm nạn nhân cũng như là bạn diễn của mình trên Craigslist với mục đích quay lại cảnh rừng chiếu của cả hai. Jun Lin không may thay đã trở thành nạn nhân của hắn. Thông qua đoạn clip bằng chứng camera an ninh chung cư được cảnh sát cung cấp thì ta có thể thấy được tuy thể trạng có vật nhỉnh hơn Luca nhưng Jun Lin đã dễ dàng bị Luca khống chế bằng một lượng thuốc gây mê vừa đủ và bị hắn set up bối cảnh như hắn muốn để có thể quay clip. Sau khi hoàn thành xong clip thì Luca bắt đầu quá trình phi tang vật chứng, điều khiến cho hắn càng nổi tiếng khắp Canada là cái cách mà hắn chia nhỏ vật chứng, rồi bình tĩnh đến đáng sợ đem giải nó khắp nơi. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là các nhà chức trách đã cực kỳ quan tâm đến vụ án này khi nơi mà hắn giải vật chứng là trụ sở chính của đảng bảo thủ Conservative Party, được xem như là đảng chính trị liên bang. Tiếp theo là trụ sở đảng tự do Liberal Party. May thay cảnh sát đã có được danh tính của hung thủ để truy lùng. Nếu không thì không biết sẽ có chuyện cung đấu gì xảy ra ở bộ máy chính trị của Canada nữa. Sau khi thực hiện xong hành vi phi tang vật chứng, thì Luca đã bỏ trốn sang nước khác. Với tính chất đặc biệt nguy hiểm trong vụ trọng án của Luca, thì Interpol đã tham gia hỗ trợ truy lùng Luca giáo diết khi biết Luca đã không còn ở trong lãnh thổ Canada. Cuối cùng thì Luca đã bị bắt ở Berlin và được trao trả về Canada để thụ án. you Tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo chân hai nhân vật được phỏng vấn Dina Thompson và người bạn John Green xuất hiện xuyên suốt series để kể lại quá trình điều tra online của mình Đây là hai trong số những người hoạt động tìm kiếm Luca sôi nổi nhất thông qua một nhóm trên Facebook có tên là Find the Kidden Vacuumer for Great Justice cho đến ngày hôm nay Tuy nhóm đã không còn hoạt động thường xuyên như trước nhưng với con số 32 thành viên tại thời điểm hiện tại thì cho chúng ta thấy được số lượng người quan tâm và nỗ lực tìm ra sự thật đằng sau những clip man dợ kia là lớn đến thế nào Hai thám tử online được phỏng vấn đại diện cho những người hoạt động năng nổ nhất trong nhóm mà hình như có vẻ họ rảnh thật. FYI, nhân vật nam được phỏng vấn trên phim tên John Green trả lời phỏng vấn từ một website chuyên viết bài phân tích về các series True Crimes thì ông trả lời rằng thực chất đây là cái tên ông đặt bí danh trên Facebook để điều tra những video hành hạ động vật trên mạng. Ông cư trú tại Los Angeles và không tiết lộ tên thật của mình. Chắc có lẽ là ông lấy tên dựa theo tên của tác giả cuốn sách The Fault of Our Star. Ông tác giả này cũng xuất hiện trong một số tập được đăng trên kênh YouTube Crash Course nữa và cũng giống như người viết cái script này đang ngồi xem lại cái series này đâu đó tầm 10 lần. Quay lại hành chinh mèo vườn chuột của các thám tử online và Luca tên của tập đầu tiên ấy. Dina và John là hai trong số những người đầu tiên xem và chia sẻ video man dợ đầu tiên của Luca họ là những người trong nhóm đã sắn tay áo vào mổ sẻ phân tích video cặn kẽ đến mức họ còn vẽ ra sơ đồ căn phòng thông qua đoạn video cho nó uy tín với mục đích tìm ra video này được quay ở đâu và chắc chắn người hà hê nhất lúc này là Luca khi hắn đã có được sự chú ý mà hắn muốn điều chắc chắn là hắn sẽ không chỉ dừng lại ở một video đây cũng là dấu hiệu khiến cho những người xem đoạn video đầu băn khoăn liệu đây có phải là lời cảnh báo cho những điều tồi tệ hơn sắp diễn ra sắp tới và bằng vài cú click chuột của những thám tử online họ tìm kiếm với từ khóa những dấu hiệu của kẻ giết <laughs> người hàng loạt họ cũng có thể dễ dàng thấy được yếu tố mà họ muốn thấy đó là động vật đối với người đang viết script này thì không nghĩ giống họ để kết luận hoặc là phỏng đoán một người có yếu tố trở thành sát nhân hàng loạt hay không thì cần nhiều dữ liệu hơn chứ không chỉ đơn thuần là tổng hợp những yếu tố từ các sát nhân hàng loạt khác rồi áp đặt kết luận lên một người như vậy như thế gọi là thiếu cơ sở ý tôi là không nên dán nhãn cho họ quá sớm còn bạn thì sao bạn nghĩ như thế nào hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé anyway thì bẵng đi một thời gian lần mò trong vô vọng thì có một tài khoản facebook lick ra cái tên luca magnota cho dina và khẳng định rằng đây chính là người đó không biết liệu đây là một trong những người tìm kiếm nhưng cao tay hơn hay tài khoản đó lại chính là Luca Cố tình lộ tên của mình để tăng thêm phần kịch tính Tuy nhiên những clip Mèo đến chó Quả thật là một màn dạo đầu Như các thám tử online đã suy luận Cốt là để chuẩn bị cho một clip hoanh tá tràng hơn Trước ngày người dân báo cáo về vụ án mạng nghiêm trọng Thì cư dân mạng đã truyền tay nhau xem một video Cũng có nội dung nhưng lần này nạn nhân là một người đàn ông chứ không phải là động vật như các clip trước ngay lập tức các thám tử online khẳng định hung thủ không ai khác ngoài luca nhưng với những clip quay chất lượng thấp như thế mà lại đem ra tòa làm chứng thì có mà bị vả vỡ alo điều khiến cho các thám tử online có thể khẳng định như vậy là khi mổ xẻ clip quay h... được lan truyền thì với nghiệp vụ phân tích từ những clip trước họ đã tìm ra được nơi quay clip là ở montreal và bất ngờ thay đó cũng là nơi được báo án clip công khai h... À, phân sắc này cũng chính là lời tuyên chiến với những thám tử online rằng những suy luận của họ về Luca đã đúng và hãy xem tôi có thể làm được những gì khi lượt xem cũng như những lượt chia sẻ bàn luận cũng là một nguồn động lực thúc đẩy không nhỏ giúp hắn ngày càng hoang tưởng rằng hắn đang thực sự nổi tiếng và đã có được sự chú ý của mọi người sau khi danh tính bản thân đã bị lộ từ những manh mối trong vụ án hắn lập tức bỏ trốn ra nước ngoài từ Paris Pháp đến nơi cuối cùng là Đức và hắn đã bị áp giải bắt đi bởi cảnh sát quốc tế màn hình máy tính mà Luca đang mở khi bị bắt ở nước ngoài là trang Interpol biết mình đang là người bị truy nã quốc tế và bị đem về canada để xét xử những tưởng hắn đã dễ dàng thoát tội khi có những bằng chứng ngoại phạm được tạo ra từ clip mèo đầu tiên Hắn chia sẻ với luật sư và mẹ của hắn rằng hắn đang bị lạm dụng và ép buộc phải quay lại việc bản thân thực hiện những hành vi điên rồ đó bởi một người tên là Manny và nói rằng nếu hắn không làm theo thì chính Luca sẽ phải lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng. Hắn đã hoàn toàn thuyết phục luật sư tin vào điều đó. Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra và truy cứu hồ sơ thì không có bất kỳ cái tên Manny nào đã gọi hoặc là nhắn tin cho hắn cả. Như lời mà Luca nói lúc tra khảo và trong bản đánh giá tâm thần cho đến khi đoạn clip hạ sát Junlin, nạn nhân gốc hoa bị Luca sát hại được đăng tải. Trong clip xuất hiện poster của phim Basic Instinct Phim này kể về một người phụ nữ là sát nhân hàng loạt. Nữ chính trong phim cũng là một idol trong mắt Luca. Chi tiết cần chú ý ở đây là bạn trai cũ của nhân vật nữ chính là một người vũ phu luôn bạo hành cô. Và bất ngờ chưa, người đó tên là Manny. Vậy thì cuối cùng sâu chuỗi lại mọi thứ lúc này, câu chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Luca đã tự huyễn hoặc hoặc là hoang tưởng rằng bản thân đang thực hiện hoặc tái hiện lại các tình tiết của bộ phim. Ngay cả tư thế lúc Luca hành hạ Junlin cũng giống hệt y như tư thế lúc nữ chính trong phim Basic Instinct lần đầu ra tay hạ sát một người. Và chắc chắn không có bất kỳ ai tên Manny bắt ép Luca quay và đăng tải những video video man dợ đó gã luật sư mà luca thuê để biện hộ đồng thời tạo bằng chứng ngoại phạm luca không tự nhiên mà thuê đại một luật sư do là gã luật sư này có khuôn mặt khá giống với nhân vật thanh tra trong phim basic instinct nên luca mới chọn thuê gã luật sư đó chính luca đã và đang có những hoang tưởng mình bị theo dõi đánh đập mất ngủ. Nếu những thứ anh nói là giả thì đó là một trong những triệu chứng của tâm thần phân liệt. Còn nếu là giả thì Luca đang diễn khá đạt khi khiến cả luật sư biện hộ cho mình tin vào những gì anh nói. Sau quá trình dài truy đuổi thì Luca cuối cùng cũng có cầm số 8 xét tay anh. Với những bằng chứng thuyết phục về người đã đứng đằng sau thao túng Luca làm những chuyện đó và với biên bản đánh giá tâm thần dài lê thê với những chứng tâm thần khác nhau, chủ yếu là liên quan đến ái kỷ cũng không giúp Luca thoát tội. Tòa án đã tuyên án Luca với tội danh giết người cấp độ 1 và anh sẽ phải lãnh án hình phạt trung thân. Ở đoạn cuối của series, Dina đặt ra câu hỏi với người xem và với chính bản thân cô rằng cô có đang là đồng lõa với tội ác của Luca rằng liệu có phải chính chúng ta đang tạo động lực cho những kẻ vì ham chút sự nổi tiếng mà bất chấp có thể làm những điều sai trái thậm chí là vi phạm đạo đức lẫn pháp luật bộ phim được công chiếu để mong muốn đưa ra một minh chứng cụ thể việc ham muốn danh lợi có thể dẫn một con người đi xa đến đâu đạo diễn của series này cho biết thêm khi tiến hành quay thì ông đã không muốn liên hệ phỏng vấn Luca. Hiện tại Luca đang ở trong một nhà tù ở Quebec, không có bất kỳ thiết bị lên mạng nào ở đó cả. Vì đơn giản, ông không muốn Luca biết được. Ở bên ngoài đang có một series ghi lại quá trình nổi tiếng của Luca. Đây là một bộ phim khá thú vị khi chúng ta được nhìn vụ án dưới góc nhìn của những thám tử online. Những phát hiện của họ đóng vai trò không nhỏ trong quá trình điều tra cũng như kết tội Luca. Bạn nghĩ như thế nào về vụ án của Luca và hành trình của những thám tử online này? Và liệu rằng trong xã hội có còn những kẻ hám phêm làm liều như Luca hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì clip cũng đã dài rồi. Tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.